Hà Nam, thị trường vùng đệm cho Hà Nội được hưởng lợi rất nhiều từ chính sách vùng đệm thủ đô. Giai đoạn 2020-2021, chúng ta chứng kiến mức độ tăng trưởng ấn tượng của bất động sản tại thị trường Hà Nam. Ở video này, quý vị hãy cùng chúng tôi phân tích thị trường bất động sản Hà Nam trong thời gian sắp tới, giúp đánh giá chính xác hơn tiềm năng của thị trường này trước khi đưa ra những quyết định đầu tư. Hà Nam nằm ở Tây Nam Châu Thổ Sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội với diện tích đất tự nhiên 86.193 ha, có thành phố Phủ Lý là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh. Tỉnh Hà Nam có vị trí địa lý, phía Bắc giáp thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình. Hà Nam dần được gọi tên là thành phố vệ tinh của Hà Nội vì có vị trí thuận lợi, cách trung tâm Hà Nội 55 km, cách sân bay Nội Bài gần 80 km, cảng Hải Phòng 120 km, kết nối dễ dàng đến nhiều tỉnh thành lân cận. Về dân số, toàn tỉnh có khoảng 883.927 người năm 2019, trong đó 22% số dân thành thị, 78% số dân sống ở nông thôn. Mật độ dân số của tỉnh là 990 người trên 1 km vuông. Nguồn lao động trẻ dồi dào với 55% dân số trong độ tuổi lao động. Tính đến thời điểm năm 2022, Hà Nam là tỉnh có 6 đơn vị hành chính, gồm một thành phố Phủ Lý, một thị xã Duy Tiên và 4 huyện gồm Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm. Tỉnh Hà Nam có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện ít nhất cả nước. Về giao thông, Hà Nam có giao thông vô cùng thuận lợi và đa dạng. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến quốc lộ đi qua. Quốc lộ 1A đi Hà Nội, Ninh Bình đã được nâng cấp từ năm 2009. Quốc lộ 21A từ Phủ Lý đi Nam Định, Thịnh Long. Quốc lộ 21 từ Phủ Lý đi Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình và nối với đường Hồ Chí Minh. Quốc lộ 21B dọc theo sông Đáy đi Chùa Hương, Hà Đông. Quốc lộ 38 hướng từ thành phố Hưng Yên, cầu Yên Lệnh, phường Đồng Văn, Duy Tiên đi Chùa Hương. Quốc lộ 38B từ cầu Yên Lệnh qua Lý Nhân, Bình Lục và nối tới quốc lộ 10 Nam Định. Quốc lộ 21 mới kết nối Phủ Lý, Nam Định. Đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình song song với quốc lộ 1A và cách nó khoảng 3 km về phía đông. Các quốc lộ đang thi công mới. Đường nối Hà Nam-Thái Bình kết nối với cầu Thái Hà, xã Trần Lý, huyện Lý Nhân, bắc qua sông Hồng. Đầu tuyến tại nút giao Liêm Tuyền, hiện là ngã tư kết nối quốc lộ 21 mới và cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Đường nối cao tốc cầu rẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng mới. Điểm đầu tại nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý. Điểm cuối là đường 5B mới qua Hưng Yên. Đường quốc lộ 1 mới tránh thành phố Phủ Lý đã khởi công từ 2014. Có thể nói, mạng lưới giao thông đồng bộ kết nối Hà Nam với các tỉnh đồng bằng sông Hồng phát huy được vai trò là đầu mối giao thông cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội. Hơn nữa, từ Phủ Lý đến sân bay Nội Bài chỉ mất hơn 1 giờ, đến cảng Hải Phòng chỉ mất khoảng 2 giờ. Do đó, Hà Nam là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Điều này góp phần gia tăng giá trị bất động sản Hà Nam. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh khá nhanh. Năm 2020, Hà Nam là đơn vị hành chính Việt Nam xếp thứ 44 về tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, xếp thứ 23 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 6 về tốc độ tăng trưởng GRDP. PCI đạt mức khá, xếp thứ 30 năm 2020. Đáng nói, năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Hà Nam tự cân đối chính sách và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó, từ năm 2022, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy một Hà Nam năng động hơn trong mọi dự án, cũng là lúc bất động sản Hà Nam sẽ có nhiều chuyển biến. Về công nghiệp, phát triển mạnh các khu công nghiệp, Hà Nam luôn lọt top 10 tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Nam đã có chủ trương về việc quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp, đến năm 2025 là 15 khu công nghiệp, với diện tích tăng gấp đôi, 6.014 ha. Trong đó mở rộng thêm 4 khu công nghiệp, thành lập mới 6 khu công nghiệp và thành lập khu công nghệ cao Lý Nhân với quy mô 1.000 ha. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung giải phóng mặt bằng 4 khu công nghiệp gồm Thanh Liêm giai đoạn 2, Thái Hà giai đoạn 1, Đồng Văn 1 và Đồng Văn 3. Hà Nam được ví như thủ phủ thứ 2 của các khu công nghiệp sau Bắc Ninh, hứa hẹn bất động sản cạnh khu công nghiệp sẽ tăng trưởng x2, x3 trong những năm tiếp theo. Với việc bất động sản khu công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, thì mô hình khu công nghiệp đô thị dịch vụ được coi là xu hướng phát triển tất yếu. Nguồn cầu của bất động sản công nghiệp tăng nên sẽ ảnh hưởng tới sản phẩm đất nền, đất dự án quanh đó. Về du lịch Tam Trúc, Kim Bảng có tổng diện tích 5.100 ha, là khu du lịch tâm linh lớn nhất Đông Nam Á. Hà Nam đề xuất khu đô thị nghỉ dưỡng 952 ha
trong quần thể du lịch Tam Trúc, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cơ sở 2 cũng sẽ được xây dựng gần đây. Một điểm nổi bật không thể không nhắc tới về Hà Nam, đó là định hướng đến năm 2030, Hà Nam trở thành trung tâm du lịch y tế và sức khỏe hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Theo đó, trên địa bàn có 16 bệnh viện lớn, tập trung ở thành phố Phủ Lý. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động năm 2020. Các dự án mới bao gồm Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cơ sở 2, Trường Đại học Y Hà Nội cơ sở 2, Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người Cao Tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản, khuyến khích mở mới các bệnh viện tư nhân. Về giáo dục, Hà Nam có hệ thống các trường đại học cao đẳng dạy nghề đa dạng như Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở 2, Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội và mới nhất là khu Đại học Nam Cao đã thu hút được nhiều cơ sở đào tạo đăng ký về nghiên cứu đầu tư, gồm Đại học Xây dựng, Đại học Kiểm sát, Đại học FPT, các cơ sở đào tạo dạy nghề chất lượng cao. Chính phủ cũng đã đồng ý xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Y Hà Nội tại Hà Nam trên diện tích 85 ha gần cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Sự phát triển về y tế, giáo dục sẽ thu hút lượng lớn người dân đến học tập, làm việc và khám chữa bệnh. Điều này đồng nghĩa với dòng tiền đổ về Hà Nam sẽ ngày càng lớn, nhu cầu nhà ở, dịch vụ thương mại tăng không ngừng trong tương lai. Đây là điểm rất quan trọng để cần xem xét khi các nhà đầu tư muốn tìm kiếm vùng đất vàng. Do có vô số những ưu điểm trên, tỉnh Hà Nam đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có TNR Group, Cosi Group, CEO Group, hàng loạt dự án bất động sản được triển khai trên địa bàn. Giá bất động sản từ khu vực nội thành đến ngoại thành lần lượt tăng. Trong vòng 2 năm trở lại đây, giá đất trung bình tăng từ 70 đến 100%. Những khu vực nên quan tâm chuyên sâu để đầu tư đó là Duy Tiên, Kim Bảng, Phủ Lý, Lý Nhân, Thanh Liêm. Theo phân tích của các chuyên gia bất động sản, Hà Nam là tỉnh đang phát triển nhanh, có tiềm năng sinh lời từ bất động sản. Tuy nhiên, thị trường bất động sản Hà Nam còn một số những nhược điểm như thị trường chưa quá rõ ràng và chưa thiết lập mặt bằng giá chung và công khai. Hoạt động giao dịch tập trung quanh một số nhóm nhà đầu tư lớn và các sàn nội bộ, hoạt động mua bán đất thổ cư tự phát. Tại các khu công nghiệp hoặc một số nhà xưởng sản xuất, tình trạng ô nhiễm cần được kiểm tra. Nhà đầu tư nên lưu ý khi đầu tư các khu vực này. Tóm lại, dựa vào các phân tích trên, chúng ta có thể thấy rõ những tiềm năng sinh lời từ bất động sản Hà Nam. Tuy nhiên, việc đầu tư tối ưu lợi nhuận và quản lý tốt rủi ro không hề dễ dàng. Ở các video sau, chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về các khu vực được chú ý cũng như các dự án bất động sản nổi bật trên địa bàn. Quý vị quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline Zalo 0966 176 993. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những thông tin giá trị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!